hết sức quan trọng giữa đội Thanh Xuyên và các đội Tân Văn Ai. Sau khi hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số là 1-1. Trang phục của đội tuyển Tân Văn Ai là quần áo xanh màu trắng, còn các đội tuyển Thanh Xuyên với trang phục màu xanh nhạt. Chưa thở đá chưa?
Xin cũng xin cảm ơn tấm lòng của tất cả các quý khán giả và động viên. Như chúng tôi vừa giới thiệu là Dĩ Tân buổi chiều qua do thằng quần áo bẩn đã đi mua ngay quần áo mới. Và chúng tôi xin cảm ơn hai nhà tài trợ Đỗ Trọng Huyền và Đỗ Trọng Hoàng. Lớn quá, không được rồi. Các cầu thủ Vĩnh Xuyên đã lên được bóng rồi. Tổ chức tấn công, điểm số. Không được rồi. Bởi vì các trung vệ đã cắt bóng đường tấn công của Vĩnh Xuyên. Bóng được rồi đấy. Vâng, một pha cứu bóng rất dũng cảm của thủ môn của Tân Văn Hai. Sau một bàn cả bàn công lân của cầu thủ số 4. Bóng được phát rất mạnh. Về phút vừa qua thì các cầu thủ của Tân Xuyên liên tục gây những sóng gió trong cầu thành của Tân Xuyên. Tuy nhiên là thủ môn rất xuất sắc và rất dũng cảm. Tuy nhiên được quả bóng lên theo hướng cung thành như vậy. Như vậy trọng tài là cho một quả phạt cũng không phải là quả đá thương ở phần trung tâm. Bóng đá đã tập vào phần này của Tân Văn Hai. Bắn người lên nhưng không có ai cả, bóng lại ra ngoài hết rồi, bị chậm rồi. Nên trọng tài thấy người dù trưởng Tân Văn Hai có hai tay đục người Tuấn Anh thú bẩn rời sân. Sang khi những người vào sân, chúng tôi cũng thông báo tin vui với các đội tuyển Tân Văn Hai. Nếu các cầu thủ Tân Văn Hai giành được thắng lợi thì Tân Cầm Hòa sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Cháu xin vinh hiển thêm cho anh hai lần rồi. Như vậy là thủ môn đã bắt quả bóng rất trơn trên khung thành của các thủ môn. Và chưa được quả. Như vậy trọng tài là cho các cầu thủ Tân Văn Hai được cắt. 1 triệu nghìn đồng là 1 tỷ các bạn ơi. Được phát sóng lên. Vâng, chúng tôi đã nói được sự quan tâm rất kịp thời của quan đề với dân chúng ta. Chúng ta tạo được sức mạnh cho các đội. Không phải nói chuyện. Bóng ra là phải đi học rồi. Bóng đi hết từ bây giờ. Đá biên cho thủ phát sinh.
chúng tôi vẫn nhắc lại tin vui cho các đồ Tân Văn Hai, cháu Phùng Vinh Hiển, thôn Tân Văn Hai. Nếu các cầu thủ Tân Văn Hai cầm hòa với Vị Xuyên thì sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Như vậy là sau một cuộc một pha phản công nhanh vừa rồi của Tân Văn Hai thì thủ môn của Vĩnh Phương đã ôm gọn quả bóng và chấm dứt và tấn công vừa rồi Tân Văn Hai. Và vẫn còn gọn một khu vực 13m50. Tân Văn lấy được bóng và thủ Vĩnh Phương lại có bóng và thủ bóng lên và tạo bóng thủ phạt bóng để chạm tay của thủ Tân Văn Hai. Quả phạt ở dưới sân cho Vĩnh Phương. Rất đông các cầu thủ đã trở về sân vận động cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu rất quan trọng. Đội tuyển số phận người đi người ở. Chỉ có quan trọng. Tấn công bởi vì họ là Vĩ Xuyên phải thắng các cầu thủ Tân Văn Hai thì mới có cơ hội. Trần Văn Thanh khả năng đã từ chối thắng của Vĩ Xuyên. Tân Văn Thanh không được chúng ta phải phạt các cầu thủ Vĩ Xuyên. Và tấn công của các cầu thủ Vĩ Xuyên đã đưa cho các cầu thủ của Vĩnh Phương. Nếu cầu thủ nào ghi bàn trong trận đấu này thì sẽ được thưởng 100.000 đồng tiếp theo. Ngoài 200.000 đồng thì có 100.000 đồng cho cầu thủ ghi bàn thứ ba này. Vâng, toàn là tham quân cả Tân Văn Hai ghi bàn 100.000 đồng. Và Vĩnh Phương đã có một lý do rất đặc biệt cho tôi. Và lý do thế thì chúng tôi không là chúng ta tự đoán rồi. Cá biên cho các cầu thủ đội tuyển Vĩnh Phương một quả đá biên rất nguy hiểm, có khả năng còn nguy hiểm hơn quả phạt góc. Trường đóng mặt hông bóng chặt tay thương đối Vĩnh Phương rồi. Đá biên cho các thủ Tân Văn Hai.
ai ngủ đi giúp được các bạn không? Chiều nóng nhá, rất không được, rất tiếc là không qua được vào vòng loại này. Số 8 của các bạn có bóng. Rất tốt. Trận đấu đang chạm đến 20 phút. Đây chính là hồi một. Tái trọng và phòng ngự đi. Số 7 bóng, chuyền bóng cho đồng đội. Trọng tài xác định bóng là vào đường biên giới. Đá biên giới rất nhiều. Rất nhiều. Kèm người vào. Chiếc trả bên lấy bóng đi ạ. Tiếp tục là bóng chế cũng rất nguy hiểm. Tiếp tục là bóng chế cũng rất nguy hiểm. Bằng nhà thất quân tài trợ không thiên vị đến nhà cả. Một nhà bóng chế cũng rất nguy hiểm. Chuyển bóng vào trong. Không được. Bằng thắng không được bởi vì phải có chặn được cả thứ hai đây đã phải vào gôn lượt bóng đá như vậy một cái bóng vừa rồi đã không tạo được cầu thủ nào và cũng đã thẳng vào cầu môn để vậy là trọng tài không công nhận bàn thắng này không được 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 không được
và đó là thủ đó là Quý Bảo của trận ban hai hôm nay rất xuất sắc, đã cứu bàn thua tươi sáng. Các cầu thủ trong đội hình đang vẻ chống đỡ giống pha tấn công dương dập của các cầu thủ Phú Thiên, họ đang khao khát một bàn thắng. Ngược lại thì các cầu thủ trong đội hình cố thủ không thành của mình, hết sức căng thẳng, tỷ số vẫn đang là 1-0 trong trận thủ phần hòa mà thôi. Các cầu thủ Phú Thiên phải cần giành được thắng và lãnh đạo của Vĩnh Phúc đang chỉ đạo là quyết tâm phải chiến thắng đối trận này để có cơ hội vào vòng sau. Chuyền bóng cho số 7, thủ là Trời Tây. Một đội hai cầu thủ phải theo tác thủ Vĩnh Thiên. Trận đấu đầy cảnh và vậy cũng đã ra rất nhiều kinh nghiệm. Rất vui mừng một cú sút không mạnh ra ngoài, một quả đá phải nói là rất mạnh, tuy nhiên rất tiếc là bóng đá chậm, đá chậm thôi và không gây nguy hiểm gì cho đội sân băng. Chúng ta bắt được phát bóng lên. Cá biên và Vĩnh Thiên. Vĩnh Thiên đang chuẩn bị đến những giây phút dùng đường ăn cả lãi không? Không được. Tiếp tục quả đá biên tay Vĩnh Thiên. Kèm người vào. Rất đông để bảo vệ thành và các cầu thủ Vĩnh Thiên cũng vậy. Giữ bóng lại đá chậm thôi. Đình đạt số 5 được tung vào sân. Đá chậm thôi. Cứ đàng hoàng mà đá. Bàn thắng vẫn chưa đến. Lúc này đuổi về hết. Phải khoan hãy đâu lại. Chút. Không được. Bóng ra đầu tiên. Chút. Chút. Không được. Nhiên chưa đến chút. Các thủ phát hiện vẫn đang cầm bóng. Không được rồi. Bóng ra ngoài thì đi gặp đá biên cho Vĩnh Thiên. Số 6 số 7 ơi. Đá thấp thôi. Đường truyền rất nguy hiểm. Phát bóng cho các cầu thủ đội tuyển Tân Anh. Thời gian của trận đấu vẫn đang dần dần trôi qua. Các cầu thủ Tân Anh đang bảo vệ vững chắc khung thành của mình. Hiện tại các cầu thủ Vĩnh Thiên đang đá ồ ạt tấn công. Và cho đến giờ phút này thì thấy vẫn chỉ là 1-0. Ôi giời. Vĩnh Thiên có những bóng cho các bạn ơi. Chúng ta
Đá chậm thôi, sắp hết giờ rồi. Các cầu thủ đang ở trên khán đài đã phải đứng dậy rồi. Anh bảo đấy là không bảo nữa. Anh Chí bảo. Lùi vào đây. Vào đây, bốn người vào đây, thay nhau. Các cầu thủ đang chơi rất là hay và đá đều ở trên mình. Đá đều rất mạnh mẽ. Số 10 của bóng. Đi vào trong. Không được rồi. Và thấy thế rất tích cực về của Doài. Các cái tay bóng mới thủ môn của Sơn Văn Hai. Bình tĩnh. Chúng ta đang theo dõi trận đấu hết sức hồi hộp và cũng hết sức hồi hộp cho các khán giả của cả hai thôn. Bóng vẫn còn, đã chuẩn bị bóng hết rồi bây giờ. Đá điện cho cầu thủ Tân Văn Hai. Đề nghị trọng tài thay người. Các cầu thủ đội tuyển Trung Kiên thay người. Đạt Khoai ra sân. Nguyễn Văn Thương số 4 là thân. Đúng số 4 là thân. Thank you.